Triển lãm quốc tế về an ninh Homeland Security Expo 2017 đang diễn ra tại Hà Nội với 80 gian hàng của 60 doanh nghiệp đến từ các quốc gia phát triển hàng đầu về an ninh quốc phòng như Mỹ, Nga, Ấn Độ. Sự kiện đã mang tới nhiều thiết bị sản phẩm an ninh hiện đại. Đáng chú ý là sản phẩm hệ thống truyền thông tích hợp của công ty ST Electronics đến từ Singapore. Đây là hệ thống kết nối đồng bộ các thiết bị khác như điện thoại, máy tính, bộ đàm, định vị, trạm BTS, trung tâm điều khiển thông qua một máy chủ. Không giới hạn số lượng thiết bị và khoảng cách. Điều kiện hoạt động của hệ thống là nơi có phủ sóng Internet hoặc GPRS. Khi đó hệ thống sẽ kết nối thành một mạng riêng, phục vụ việc liên kết, chia sẻ, truyền tải thông tin, dữ liệu theo phân cấp từ máy chủ mà các thiết bị ngoại vi khác không thể can thiệp. Ngoài bộ sản phẩm này, triển lãm quốc tế về an ninh 2017 còn trưng bày nhiều thiết bị phá sóng hiện đại khi không phá sóng đồng loạt mà có thể chọn các đối tượng khác nhau để phá sóng.